Hola và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì mình là Cơ Zip ở đây. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 addon hỗ trợ cho việc sinh tồn của các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, thì hãy cho mình xin một like kèm vào đó là một lượt đăng ký kênh, giúp mình có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Giờ thì không dài dòng nữa vào video thôi. Đến với addon đầu tiên này, thì nó không hẳn là một addon mà nó là một cái bug thì đúng hơn, và bug thì sẽ không mất thành tựu nha. Thì cái bug này khá là hữu ích, không hẳn là khá mà nó cực kỳ hữu ích luôn. Đây các bạn có thể thấy, khi mình nhìn vào cái hang nó đã khác bình thường rồi đó. Thì tác mình đang sử dụng là bug nhìn trong bóng tối nha. Bug này sẽ giúp cho màn cơ giác của các bạn luôn sáng, khi đi man khỏi cần dùng đuốc, được cái quái xi bàn hơi nhiều nên ăn hành ngập mồm. Để mình sẽ cho các bạn xem cái bug này nó sẽ sáng đến như thế nào. Đây các bạn có thể thấy tắc rất sáng nha, giúp mình vẫn có thể nhìn được. Thì cái này cũng không hẳn là addon luôn nha các bạn. Nó cũng là một cái bug mà tắc sẽ không mất thành tựu nha. Thì do mình thấy cái tắc này hỗ trợ khá nhiều cho các bạn không am hiểu về data giống như mình. Thì để bug này hoạt động được thì các bạn sẽ làm theo như mình nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào cài đặt game giúp mình. Xong các bạn sẽ kéo xuống và bật dòng hiển thị tọa độ lên giúp mình. Thì lúc chơi sinh tồn chắc ai cũng bật rồi nên này mình chỉ nói cho các bạn chưa biết cách bật nha. Khi bật lên ở mục tọa độ nó hiện ra 3 dòng. Dòng đầu là tọa độ ở vỡ uông nha, dòng 2 là tọa độ của đê tư, còn dòng 3 là xác định trăng. Cái dòng 3 mình không rõ, mình sẽ không nói về nó nha. Các bạn có thể thấy ở kế cái nút sử dụng mới, thì cái nút này giúp chúng ta biết tọa độ của đê tư và ở vỡ uông nha. Khi ở vỡ uông thì các bạn nên bật nó thành tọa độ đê tư. Nếu ở vỡ uông mà bật tọa độ ở vỡ uông thì nó ra một cái tọa độ ngẫu nhiên gì đó mình không biết nha. Bây giờ mình sẽ xuống đê tư và tê si thử cái bắc này nha. Do hiện tại mình đang ở đê tư mà mình để tắc cũng ở đê tư nên nó ra tọa độ 00 nha. Của bác mình làm kết hợp với tắc phích lắc bị xung đột hay sao mà trăng lớp chậm thế. Đây giờ mình đã đổi qua overum rồi nha, để mình đi xa ra rồi tê si tắc cho các bạn xem tắc hoạt động như thế nào. Nó eo thềm lúc trăng. Ok, ở đây cũng xa rồi. Giờ các bạn chú ý cái dòng thứ hai của mình nha. Đó là tọa độ ở vỡ uông đó, 330 và 1100, để mình xây cổng rồi qua xem nó có đúng không. Đứng lên cổng là 320 và 1168 nha các bạn. Các bạn có thể thấy cái dòng đầu tiên của mình nha, nó chỉ xem nhau vài số thôi, không sai mấy. Giờ mình sẽ quay lại nether nha. Các bạn chú ý phần tọa độ nether của mình là 39 và 145 nha. Đây các bạn nhìn phần tọa độ đầu tiên xem có phải 39 và 145 không? Ở vỡ uông thì có thể sai một tí nha, nhưng Neto thì mình không biết. Đến với addon kế tiếp thôi nào.
Đến với Eden thứ 3, à không, nó cũng như hai thằng trước thôi, nó cũng là một cái bug, thì bug sẽ không mất thành tựu nha. Điều quan trọng luôn được nhắc lại nhiều lần, xàm lòn đủ rồi thì các này cũng giống như cái Eden thứ 2 nha. Nó na ná thôi, không hẳn là giống. Nếu mà giống thì chắc là giống cách thức bật tọa độ lên để có thể sử dụng được bug. Đây tắc này nó sẽ cho các bạn cái hình bản đồ này nha. Nó không phải là mini map mà là pack để các bạn có thể xác định được trăng. Tắc này sẽ hỗ trợ khá nhiều cho các bạn xây những máy farm cần xác định trăng. Do là mình không biết gì về trăng cả nên mình sẽ không bình luận ở tắc này. Ok, đến với Eden tiếp theo thôi. Ok, bây giờ mới chính thức là Eden nè. À thì Eden sẽ khiến game mất thành tựu nha. Mình nói trước để các bạn khỏi hỏi nha. Thì cái Eden này nó sẽ rất hữu ích cho các bạn trong việc sinh tồn. Cái Eden này nó sẽ liên quan đến những cây cây trước mặt nha. À thì Eden này chỉ hoạt động khi các bạn chơi sinh tồn nha. Mình quên nữa. Đây các bạn có thể thấy, nó sẽ giúp chúng ta chặt cây nhanh hơn, lúc chặt nhìn nó cũng chân thật nữa. Ở đây mình nói luôn là, cái Eden này nó sẽ không hoạt động khi gỗ đã được cạo vỏ nha. Eden này chỉ hoạt động khi các bạn trồng mầm cây cho nó lớn lên hoặc là cây tự nhiên. Còn khi các bạn tự đặt ra rồi chặt nó cũng sẽ không hoạt động nha. Nó chỉ hoạt động khi là mầm cây con lớn lên hoặc là cây tự nhiên thôi. Đến với Eden tiếp theo này, thì Eden này sẽ hỗ trợ cho các bạn chơi sinh tồn mà thích đi khám phá. Thì đây là Eden ban lâu, đây là các cái ban lâu có trong Eden này. Mặc dù game đã cập nhật cái túi bọc, nhưng mình vẫn khuyến khích các bạn dùng cái Eden này vì cái túi bọc còn quá nhiều hạn chế, nó chứa khá ít đồ. Nếu các bạn cần nhiều silat thì Eden này là lựa chọn lý tưởng cho các bạn. Khi các bạn cầm nó trên tay nó sẽ có một chế độ khác nha. Để có thể tắt thì các bạn hãy chọn qua một cái ông khác hoặc là một tem khác. Để mở ba lâu thì các bạn chỉ cần ấn giữ vào màn hình. Còn đặt ba lâu xuống thì các bạn chỉ cần ngồi xuống và ấn xuống đất là được. Còn muốn cầm nó lên thì làm tương tự đặt xuống là được. Muốn đeo ba lâu thì các bạn chỉ cần tắt cái chế độ cố định của nó là được, chỉ cần đổi qua ông đồ khác. Rồi các bạn để cái ba lâu vào ông tay trái là đeo được nha. Hoặc ngồi xuống để tắt cũng được. Cái ba lâu này lúc để thì hiện vạch nước và vạch lava, lúc thì không, mình cũng không biết nó bị gì nữa.
các công thức để bạn có thể chế một cái ba lô. Ngoài cái ba lô mặc định nha, nó là sơn skin đó, nhưng không tăng gì cả. Đến với addon này, thì addon này sẽ hỗ trợ khá nhiều trong việc sinh tồn của các bạn mới chơi game. Thì addon này nó sẽ hiện lên tất cả các thông tin của game. Như thế này, chúng ta có thể dùng sàn để đào khối cỏ, nhưng nó sẽ rời ra khối đất. Cũng như addon này nó sẽ hiện chỉ số của các con vật trong game nha, hiện hầu như là đầy đủ luôn. Ở con bò này có hiện ra bó rơm nè. Bó rơm này là mình cho nó ăn để nó béo lên và mình sẽ làm thịt nó. Con cừu cũng tương tự nhưng mình có thể nhuộm màu cho nó. Đến với con addon tiếp theo này, addon này sẽ hỗ trợ cho các bạn đi man khá nhiều. Đây thì các bạn có thể thấy cái hang này khá là tối thì đây chính là lúc cái addon này phát huy tác dụng. Đuốc phát sáng là addon mình muốn giới thiệu với các bạn. Nếu các bạn không thích cái bug đầu tiên mà mình giới thiệu, thì các bạn có thể dùng cái addon này nha. Addon này sẽ tăng độ khó của game lên, và cũng như là trải nghiệm game cũng trở nên thú vị. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem một số item có thể phát sáng được trong bóng tối nha. Nó khác nhiều nên mình cũng không nhớ là cái nào phát sáng được nên trong video mình sẽ cho các bạn xem một số thức có thể phát sáng được nha. Riêng mấy cây đuốc có thể cầm tay trái nha. Để cầm tay trái các bạn sẽ bỏ vào bàn chế tạo để tạo ra cây đuốc có thể cầm tay trái. Đến với addon tiếp theo này, addon này sẽ hỗ trợ cho các bạn về việc vận chuyển các con mốt trong game nha. Thì đây sẽ là cách hoạt động của addon. Các bạn lại gần con mốt mà các bạn muốn di chuyển đi. Các bạn sẽ nhìn vào con mốt và ngồi xuống rồi nhảy lên là sẽ bế được con mốt nha. Nếu muốn thả xuống thì các bạn chỉ cần ấn vào màn hình nha. Tùy con mốt có con khi các bạn ấn vào màn hình sẽ đánh nó mất máu nha. Con mình muốn nói ở đây là con dân làng. Các bạn làm tương tự như bế để quăng con mốt đi nha. Ok, đến với addon kế tiếp thôi. Ok, thì cái addon kế cuối này khá là VIP Puzzle, vì nó sẽ giúp các bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác chỉ trong một nốt nhạc. Đây sẽ là những thứ có trong addon này nha. Đây, những thứ này sẽ có công thức trong bản chế tạo khi chơi sinh tồn nha, nên các bạn khỏi thắc mắc. Thì các bạn khoan hà quan tâm đến cái lông gà vàng này, thứ này để sau đi.
Thứ các bạn cần quan tâm là những cái cột WCTone này nè. Thì những cái cột này hoạt động như mốt của PC luôn. Nếu các bạn có xem cái YouTube nổi tiếng chơi mốt thì chắc các bạn sẽ hiểu cách hoạt động của nó. Thì ở cái WCTone này mình sẽ để tên mình nha. Cái dòng ở dưới thì mình quên tác dụng nó rồi, nhưng mình sẽ bật lên thử. Đây, nó đã hiện lên điểm của mình rồi nha. Rồi mình sẽ đi tạo thêm một điểm mới nữa nha. Rồi mình sẽ tạo điểm thứ hai ở đây nha. Cũng gần chứ không xa mấy. Điểm này mình cũng đặt tên mình nha. Ok, nó đã xuất hiện và kèm thêm điểm thứ nhất. Hai điểm thì khó TC quá, để mình làm thêm một điểm nữa. Điểm này mình sẽ để nó dưới địa ngục nha, cho nó xa. Ok, ở đây đủ xa rồi. Chăng lại eo lót, lần nào xuống địa ngục cũng vậy. Giờ mình sẽ cho nó một cái tên để dễ nhận biết nha. Bây giờ thì dịch chuyển về các điểm kia thì chúng ta cần tốn 6 kinh nghiệm nha. Càng xa thì càng tốn, ở trên đời đâu ai cho không thứ gì. Chết, quên mình không có kinh nghiệm. Đấy, có tiền là làm gì cũng được. À không, có kinh nghiệm thì làm gì cũng được. Giờ thì tới tác dụng của cái lông gà này nha. Thì nó cũng như cái WCTone thôi. Nhưng được cái là nó mang theo trong người, có thể dùng bất cứ lúc nào. Rất là tiện. Đó, chỉ có thế thôi. Giờ đến với Eden tiếp theo nào. Đến với Eden cuối cùng này thì Eden này sẽ hỗ trợ cho các bạn về việc farm vật liệu xây dựng. Ở đây cụ thể là đá cuội. Thì trong Eden sẽ có được một cuốn sách hướng dẫn cách sử dụng máy farm và cách nâng cấp cho máy farm. Ấn giữ vào màn hình để qua trang tiếp theo. Ngồi xuống ấn giữ để trở lại trang vừa đọc. Đây sẽ là công thức để làm máy farm. Tất cả các máy farm có trong Eden này, cùng với các cục đá được nén lại. Khi để các cục đá này vào bàn chế tạo, nó sẽ chế ra một loại đá khác nha. Các bạn cứ chế đi chế lại đến cuối cùng nó sẽ ra đá cuội nha. Và từ 9 cục đá cuội các bạn sẽ có thể nâng cấp nó lên từ từ. Tiếp theo sẽ là cách nâng cấp máy farm nha. Thì cái máy farm cuối cùng này mình cũng không rõ công thức để nâng cấp nha. Nhưng khi chơi ở chế độ sinh tồn thì các bạn có thể nhận được cái công thức đề xuất của bạn chế tạo á.
Nếu không hiện thì các bạn tự mò đi, mình thua rồi, chắc là nó sẽ hiện. Các bạn có thấy cái đầu này không? Đầu này nó giống như cái phễu vậy, nó sẽ giúp chuyển lượng đá mà nó đã phăm được vào dương á. Nên các bạn lưu ý là nên đặt cái dương theo cái đầu này nha. Để thu hoạch đá thì các bạn có thể bấm vào nó, hoặc có thể gắn dương vào. Đây thì nó nhận đá rồi nha, farm nhanh VL. 65 cục đá bắt đầu heo. Ok thì video của mình tới đây cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like kèm vào đó là một lượt đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm thêm các video nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.